mà đọc cái tiêu đề là người trưởng thành là người biết sợ ấy, thì tôi có nhớ lại những cái lần tôi có nghe cái phần chia sẻ của diễn giả Lê Thầm Dương về cái việc là tinh thần khởi nghiệp và con người muốn một người muốn bứt phá ra khỏi cái giới hạn của mình ấy thì phải dám đôi khi phải chấp nhận thất bại. Vậy thì so với cả cái tiêu đề người trưởng thành là người biết sợ, với cả cái lần những cái lần ông chia sẻ rằng là mình phải chấp nhận thất bại, mình phải dám đôi khi là vượt qua những cái thứ mà nó ở trong một cái ý thức hệ của bố mẹ gia đình là lúc nào cũng ở mức an toàn ấy. Vậy thì hai cái phần chia sẻ đó nó có bị mâu thuẫn nhau không? Vậy thì làm thế nào để mình có thể vượt ra được khỏi bản thân mình để khởi nghiệp, để thành công mà lại phải biết biết điểm dừng hay là như thế nào đấy? Tôi xin nhận. Và đấy cũng là cái thú vị khi mà tôi chọn cái tiêu đề cuốn sách. Ở trong cái trường báo họ có nguyên một cái chuyên ngành đọc tiếp bản, và tôi thì cũng được học, nhưng bằng kinh nghiệm học thuật của tôi thì tôi muốn đặt sao cho nó thật chân thành và nó đúng rất đời thường. Thế thì thưa các anh chị là lại một câu hỏi mà không phải một bạn thanh niên mới lớn mà của những người được huấn luyện và đào tạo đúng nghề báo đúng. Thì xin gạch đầu dòng mấy ý sau đây. Một là cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, đã gây một cái tranh cãi chiến nghiên cho đến ngày này. Từ lên sân khấu đỏ mặt tía tai với tôi, đấy là thành công nếu bạn đọc quan tâm. Thì lần này lại bắt đầu tôi chuẩn bị cho một xử lý tình huống là lại tranh cãi nữa, rồi tôi lên số biết lại cãi nhau nữa. Nhưng mà đấy là ý một và đấy là một thành công của tôi. Ý số hai thì xin thưa với nhà báo là tôi khẳng định nó không mâu thuẫn anh chị ạ, nhưng nó muốn giải quyết một vấn đề như sau. Theo triết gia và được tổng kết của người Mỹ, con người ta không thành công vì họ đối mặt với 6 cái sợ. Mà khi anh vượt được 6 cái sợ thì anh sẽ có tinh thần khởi nghiệp. Khi có tinh thần khởi nghiệp thì lúc ấy mới đi học, hãy đi học kỹ thuật khởi nghiệp. Chúng ta đang có một cái rất là không đúng, đi dạy sâu sắc về kỹ thuật khởi nghiệp nhưng nó có dám khởi nghiệp đâu. Cho nên các nước nó chỉ dạy cái môn tinh thần khởi nghiệp từ lớp 1 cũng sẽ để vượt qua 6 cái nỗi sợ. Sợ đói là đầu bảng, sợ tổn thương người khác, tôi dám nói đâu, sợ mất tình yêu thương của mọi người, sợ bệnh tật chiều chuộng bản thân, sợ già trang điểm cát tường xuống này, và cuối cùng là sợ chết, nó thủ tiêu toàn bộ hành vi của con người. Trong đó đầu bảng là sợ đói. Cho nên là cuối cùng vẫn là chui vào doanh nghiệp nhà nước, cơ quan công quyền có 5 triệu một tháng, dứt khoát là không vượt qua được. Cho nên ý này là nhà báo nói đúng, muốn thành công phải vượt qua được 6 cái sợ hãi đó. Thế mà lúc mà biết sợ thì mới trưởng thành, mà không biết sợ thì làm sao thành công. Thế là cuối cùng nó bị mâu thuẫn, mà nó không mâu thuẫn ở chỗ này. Ở ý số 3, chúng ta thường giáo dục thanh niên cái khẩu hiệu mày làm được tao cũng làm được. Tôi khẳng định đó là câu hỏng hết. Tôi khẳng định cái tôi làm được bạn không làm được, và cái mà bạn làm được thì ông nội tôi sống dậy tôi không làm được. Vì lý do là con người ta nếu làm bằng sở trường nó là chỉ ra lõi, do MBTI là nặng và câu thảo. Mà làm vào sở trường chỉ mất 1/3 cuộc đời là bạn thành công. Bạn mà theo đám đông, bạn làm theo sở đoàn thì cả đời thông thường chỉ đạt được mức trung bình, còn thông thường là đi tù. Cho nên bạn nào khen tôi giỏi, tôi ghét. Tôi nghiên cứu về y học cẩn thận, neuron thần kinh của tôi với bạn bằng nhau, tôi không hề khiêm tốn. Nhưng bạn nào mà không khen tôi giỏi, tôi coi thường lắm, vì tôi rất giỏi. Tôi giỏi ở chỗ là tôi biết tôi giỏi cái gì. Mỗi ca sĩ hát hay một bài thì chú ạ.
Cho nên ở đây á, đừng có hung hăng. Cái người ta làm được tôi cũng làm được. Nếu xét ở góc độ tinh thần thì có thể càng hơn, nhưng xét ở hành vi là chúng chết đánh từ cái câu đó. Ok, tôi muốn khuyên rằng cái đó các bạn ạ. Cho nên là phải có tinh thần khởi nghĩa để cướp kinh nghiệm về tay mình, vượt qua nỗi sợ. Người ta gọi đó là thuật ngữ vượt ngưỡng. Mỗi người có cái định khuôn ở trong đầu, người ta chết hẳn trong cả cuộc đời vì không vượt qua được cái ngưỡng này. Như vậy chúng ta phải vượt qua 6 cái nỗi sợ ấy. Nhưng để vượt qua thì đầu tiên anh phải xác định được khát vọng. Mà khát vọng thì nó vượt cái ngưỡng của anh. Khát vọng xong rồi hầu như không dám làm. Cho nên là thanh niên một là có người không khát vọng thua, có khát vọng thua luôn. Bởi vì phải biến khát vọng thành niềm tin. Khát vọng là một phần ước mơ có tính tới nguồn lực. Thì cái khó nhất làm sao biến được khát vọng thành niềm tin. Cho nên Bác Hồ vĩ đại của chúng ta với 34 đồng chí quân đội, 34 cây gậy, với một niềm tin mãnh liệt là khát vọng phải giải phóng dân tộc này, bác luộc 6 đến 1. Cho nên ở đây muốn vượt qua nỗi sợ thì chú phải biết cái sợ, chứ đừng có hung hăng. Cho nên cái sợ ở đây là tôi muốn nói đến cái sợ chính mình. Cho nên là phải vượt qua nỗi sợ, nhưng để vượt qua chú phải biết được hung hăng đồng nghĩa với chết. Và cái người người ta trưởng thành, người ta đi từng bước một. Bước một khát vọng, bước hai tự kỷ, bước ba tạo niềm tin, bước bốn đi học, học lôi mặt trời thì có động lực, bước năm lên kế hoạch hành động, bước sáu kiên trì, tự tin, trung thực, trung thành, luyện đầy đủ 3/4 cho chuẩn bị. Chứ còn một ngày là chết, chuẩn bị xong rồi bước vượt sợ. Cho nên cái sợ ở đây chính là sợ cho cái hành vi tiến triển của sự hung hăng của người chưa người lớn, mà người ta hay nói đùa là trẻ trâu. Ok, cho nên trẻ trâu không được áp dụng với những người mà dưới 20, dưới 30. Tôi nghĩ rằng đôi khi áp dụng cho kẻ 93 tuổi vẫn là trẻ trâu nếu chưa biết sợ. Chúng ta phải vượt nỗi sợ, nhưng để vượt qua được nỗi sợ thì phải biết sợ, đi từng bước đúng quy trình. 3/4 cho hành vi chuẩn bị, một 1/4 thôi. Đó là kỳ tích của Võ Nguyên Giáp. Sau khi nhận lệnh của Bác Hồ, đã đánh là phải thắng, không thắng là không đánh. Cho nên bạn hãy biết sợ chính mình. Nói một cách hình tượng, cái con chim ấy là nó chưa vỡ bóng cứt, mà cái cánh nó còn ngắn. Em sẽ vượt 6 cái nỗi sợ. Mẹ sẽ dặn để con bay ra khỏi tổ bạch. Không dễ thế. Chúng ta không sợ, nhưng chúng ta phải sợ các bước hành động của chúng ta. Đừng hung hăng. Thì cái ý đồ tôi muốn nói, cái ý nó có cái nội hàm đó các bạn ạ. Cho nên là nó mới lấy cuốn sách này. Người lớn là người biết sợ, mà chưa biết sợ là kẻ dám vượt nhưng chắc chắn đã chết vì chú chưa trưởng thành. Đấy, cái ý nó thế. Không hiểu nó có bị dối không thế? Hay lắm. Cho nên là thường tôi đi giảng những ý này thôi ạ. Các bạn phải sau cuốn sau tôi sẽ đặt tên Mọi Sự Đều Có Sự Thay Đổi. Đó là biến động của vạn vật. Mọi sự là thay đổi, chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Kẻ nào không thay đổi, kẻ đó chết theo ngày. Mọi cái là bất biến. Cái gì à? Mọi cái là khả biến. Chỉ có một cái là bất biến, đó chính là cái khả biến, không hề chết đi. Và con người Việt Nam không hề thay đổi, cho nên nó mới chết ở trong đó. Thay đổi liên tục, thay đổi là cải tiến, thay đổi là tái cấu trúc, và thay đổi là tái lập, 3 cường độ. Cho nên tình yêu, thế là yêu nhau có được trang bị đâu, cuốn sau ra tiếp. Không có tình yêu vĩnh cửu các bạn ạ. Nhưng khoảnh khắc vĩnh cửu thì có. Cho nên là các bạn được chuẩn bị hết rồi thì các bạn yêu và tồn tại đến gia đình như tôi với anh Tuấn Anh, nó vững vàng lắm.
bởi vì nhận thức được rồi. Nhưng tình người thì vĩnh cửu, khoảnh khắc thì vĩnh cửu, chứ còn tình yêu không có đâu. Vậy người ta chuẩn bị về một cái hành trang như vậy, người ta sống nó vững lắm. Và tình yêu nó chuyển dần sang tình nghĩa. Vợ tôi với tôi bây giờ, hai người chích máu ra, hai nhóm máu khác nhau, mà cứ như hai anh em ruột, ghê chứ gì. Mà còn không dòng máu đâu, thì nó chuyển hóa. Cho nên những cái đó tôi nghĩ là phải trang bị cho các bạn một cái hành trang tuyệt đối từ nay đến cuối đời không bao giờ nói chữ không hả. Người trưởng thành là người gặp sự cố che răng cười nói đời thường, bố mày ngờ rồi, đấy là người lớn. Chưa bao giờ người lớn là người trên 18, người lớn là người biết sợ, phải đúng tuần tự, đừng có hung hăng. Đấy, ý thức là cái đó. Trường Doanh Nhân PR.